Hello, xin chào các bạn. Ở trong video clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn một sản phẩm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đó là một cái bàn chải điện dành cho trẻ em. Đây là cái mới nè. Thì mình muốn chia sẻ các bạn cái loại này vì mình đã xài qua và mình thấy nó rất là tốt. Đó, cái bàn chải điện dành cho trẻ nhỏ này. Cái này là của con gái mình xài từ hồi bé được 3 tuổi đến nay luôn đó. Rất là bền, nhưng mà có điều đó, cái phần nhựa này là nó ố màu, mình đi rọc ra cà lại cho nó láng lại, thì ở đây có những cái khe thoát nhiệt của động cơ đó thì nó bị hở. Sau đó mình mới mua keo hai thành phần epoxy mình dán lại cho kính, mà sau một thời gian thì cái nước vô nó cũng làm cho cái bàn chải nó hư rồi. Là nó hư vì mình sử dụng không đúng, mình sửa chữa không đúng, chứ không phải là nó hư vì sản phẩm nó hết tuổi thọ nha các bạn. Xài rất là bền, thay mấy đầu cái đầu bàn chải này rồi đó, cứ 3 tháng 4 tháng là thay đầu bàn chải một lần đó. Đó, trong suốt 3 năm sử dụng mình đã thay rất nhiều cái đầu bàn chải này rồi đó các bạn. Thì cái loại này nó có nhiều loại. Nó có loại xài pin gắn pin tiểu, có loại xài này là pin tích hợp bên trong nè. Thứ nhất là nó tiết kiệm, xài pin tích hợp bên trong. Thứ hai là nó rất là an toàn, tại dùng công nghệ sạc không dây, không có sợ điện hết. Cái này sẽ cắm, cái đế nó sẽ cắm cho điện. Rồi mình để cái này lên đúng cái khớp. Giờ để như vậy là không đúng nè, nó không xuống. Để đúng là nó xuống nè. Đó, thì nó sẽ sạc pin cho cái bàn chải của mình. Đó, nói sơ là vậy. Sẽ rất là bền đó các bạn. Mà trẻ nhỏ có cái bàn chải này thì cái việc mà chải răng với bé đó giống như trò chơi vậy đó, nó sẽ khuyến khích các bé không có lười chải răng. Đó. Thì giờ cái này của mình hư rồi nên mình mua cái loại mới. Đây các bạn thấy cái mẫu mới nè. Đây, dành cho trẻ nhỏ cho nên nó hay có những cái chủ đề về phim hoạt hình này, giống như này Frozen 2 nè. Đó. Dành cho bé gái, bé trai thì là chủ đề phim Scar hay là phim Star Wars đó các bạn. Nhãn hiệu là Oral-B nhưng mà thật ra cái máy là của hãng Braun nha các bạn. Hãng này là sản xuất thiết bị y tế của Đức nè, rất nổi tiếng nè, Braun nè. Đây là cái hộp của nó đây. Thì bên ngoài mình thấy người ta nói là 90% trẻ nhỏ sẽ đánh răng lâu hơn. Đó, có 4 miếng dán sticker bên trong. Đây, nhìn cái hình dán thì cái mẫu mới nó cái phần tay nắm á, ở bên đây nó chạy dọc xuống cầm theo giày, còn phần tay nắm ở đây để chạy xuống đây luôn rồi. Và nó có tích hợp, có đến thêm những cái lỗ này, mình nghĩ là nó sẽ ít bấm bẩn hơn đó. Rồi, tiếp theo ở bên hông thì là người ta ghi là bảo hành 2 năm rồi. Nhưng mà cái này mình mua sách tay ở Việt Nam, mua tặng hàng sách tay thì như chế độ hành là không có rồi. Ở mặt dưới có logo của hãng chủ của Oral-B là hãng P&G, là logo hãng Disney. Đây các bạn, tiếp theo là bộ các hình dáng ở bên trong vỏ hộp đây các bạn. Đó, đây rồi mình cùng cắt ra nha các bạn. Đây mình kéo vỏ hộp rất là chắc chắn đó. Rồi đây, cái này bàn chải này mình mua ở Việt Nam giá cũng không có mắc lắm, chưa trên 400.000 một xíu đó các bạn. Các bạn có điều kiện nên mua cho bé nhỏ nhà mình.
thì đánh bằng máy này, nghe mình nghe đánh răng mà cũng phải bằng máy, nhưng mà thật ra đánh máy nó sạch hơn đó. Một chút mình sẽ nói vì sao nó sạch hơn cho các bạn biết lý do. Đây, lấy được cái thân máy ra nè các bạn. Gói rất là kỹ. Bên trong ở đây là cái bìa ha. Đây có, đây chắc là sticker của dán này. Đây là cái bìa, rồi các bạn mình để ở đây. Ở đây giấy hướng dẫn sử dụng nha các bạn, mình cho trẻ em nè, kid nè. Hướng dẫn sử dụng đây các bạn, các bộ phận đây, cái chân A, chân B, thân C nè. Ồ, các cái đồ giữ nữa nè các bạn. Cắm sạc 16 tiếng đồng hồ, một lần sạc đầy nó 16 tiếng đồng hồ. Đó, bờ. Đây hướng dẫn đánh, đánh trong, đánh ngoài, đánh mặt trong, răng, đánh hai bên hàm. Rồi à, khi nào á, cái màu xanh của cái đầu bằng chải nè mà nó bị phai đi còn phân nửa thì là sẽ hơn là bỏ rác, hoặc là cái đầu nó tươi thì sẽ bỏ rác đó các bạn. Đây cái đầu mới và cái đầu đang xài đây các bạn thấy không, cái màu xanh nó, cái màu xanh đang xài là nó nhạt hơn nè, còn màu xanh mới nó đậm hơn nè. Đó lên hình là thấy rõ nè. Rồi đánh xong rửa sạch dưới vòi nứa, tháo cái thân ra để rửa luôn, lau sạch sẽ. Đó thì cái này cũng đơn giản thôi, cũng không cần gì mà phải đọc hướng dẫn sử dụng thêm nữa. Có nhiều thứ tiếng lắm nha các bạn, cái này rất nhiều thứ tiếng. Và mình chú ý ở phần đây là nó có hay hơn cái mẫu cũ á. Mẫu cũ là chỉ có công tắc, nó chỉ có hai chế độ thôi, bật là tắt, bật là mở thôi. Hôm nay nó bị gì nó không chạy nữa nè, bật tắt bật mở. Còn cái đời mới nó có hai chế độ, nó ghi đây nè, two mode nè, chế độ nhẹ nè, chế độ mạnh hơn nè. Đó các bạn thấy không, các bạn thấy mình nói nó đánh sạch hơn, lý do là nó cái đầu nó lắc qua lắc lại nè. Đó, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại nè, cái đầu lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lại lại, lắc qua lại, lắc qua lại nè. Đó với tốc độ rất là nhanh. Đây lặp lại nè, đó các bạn thấy không. Tiếp theo đó, rõ hơn rồi đó, hỗ trợ hai chế độ nha. Rồi mình đọc xem ra nói gì. Chế độ sensitivity là đánh những vùng nhạy cảm, và chế độ đánh hàng ngày. À, để chuyển giữa hai chế độ á, thì à, khi mà cái bàn chải này nó tự động chạy thì lúc nào nó khởi động ở chế độ sensitivity hết, bấm một lần nữa thì là sẽ chuyển qua chế độ hàng ngày, switch off by holding. À, nghĩa là mình bấm cái là chế độ sensitivity, bấm một cái nữa thì chuyển qua chế độ hàng ngày và tắt. Còn ví dụ đang chế độ sensitivity muốn tắt luôn thì bấm giữ là nó tắt nha các bạn. Đó chứ không cần phải bấm hai cái, bấm giữ là nó tắt. Rồi trong cái hướng dẫn nó đơn giản vậy thôi. Cái đầu này gọi, người ta gọi là cái đầu bằng chải gọi là brush head nè các bạn, thì nó xài lẫn được các dòng Orumbi với nhau luôn đó. Giống như cái này là đời mới nha, mình gắn với đời cũ nè, vẫn hoạt động tốt. Đó các bạn thấy không, vẫn hoạt động rất tốt nha. Rồi tiếp theo thì coi như là cái sổ hướng dẫn này mình xong, mình lướt qua, mình sẽ đi về phần cái cục sạc, cái đế sạc của nó. Đây cái đế sạc đây các bạn, đây cái đế sạc, trên cái phích cắm nó có chữ Brown nè các bạn, rất là chất lượng nha. Xài lẫn thì mình nghĩ là chắc cũng được thôi, nó cùng cấu tạo mà,
là trong dưới đấy nó có cuộn dây đồng đó, nó sạc không dây giống như trên mấy cái điện thoại đó. Đây cái đế đó so với cái đế cũ nha các bạn, mình thấy nó cũng không có gì khác nhau hết trơn á. Kích thước, cả kích thước, cả thông số đều giống nhau, là dùng điện 220 240V, công suất 0.9W, sản xuất tại Đức, đều rất là rõ ràng chất lượng. Rồi đây mình cắm vào cái phần đây, mình cho so sánh thêm một lần nữa về cái phần thịt cây cầm cho các bạn xem nhé. Kích thước hai cái nè, đây kích thước hai cái đó, và nút bấm này là thằng này, nút bấm đây là có logo phím nguồn, đây có cái su mode ở đây. Phần tay nắm ở đây là trọn vẹn trong tay luôn, còn bên đây thì chỉ có cái phần bốn ngón này thôi, còn ngón cái không có cái điểm, còn đây là nằm trong ngón tay luôn, rất là bám. Mà mình hy vọng là nó bám tay chứ đừng bám bẩn, vì nó bám bẩn thì rất là xấu đó. Công nghệ pin bên đó là dùng bên trong là công nghệ nickel này nè, nickel metal gì đó. Ở đây cái phần đế này nó dày hơn được chút xíu. Và một điểm khác biệt ở đây nữa là phần đế của cái màu đỏ ở đây là cao su nha các bạn, chống trượt. Đây, cao su. Còn cái phần đế của cái màu trắng thì nó là bằng nhựa thôi. Cho nên về cái việc đứng đó, thì cái đỏ này đứng chắc hơn là cái trắng đó nha. Bây giờ cái trắng rất hoài. Tiếp theo là cái bàn chải. Cái đầu bàn chải thì mình thấy y chang chẳng khác gì. Không có khác gì hết các bạn ơi ha. Rồi. Ở trong cái bàn chải cạc đỏ thì cũ này nó có cái timer nữa, liền đánh bao nhiêu phút đó nó tự ngắt. Nếu mà trẻ quên tắt đó thì nó sẽ tự ngắt. Không biết là cái xanh này mới này nó còn chức năng đó không. Còn cái phần thân đế này người ta rất là chi tiết. Ở đây là cái này, các bạn có biết là cái gì không? Đây hai đường ở trên cái đế nè. Đây chính là chỗ để dán sticker nè. Đó, dán ngay đúng mép này để không che mấy cái ký hiệu này nè. Sticker. Rất là hay. Dưới đáy sản phẩm có ghi made in nữa. Cái này là made in Germany tại Đức. Còn cái này là sản xuất tại Hungary. Đó. Châu Âu hết. Đó, như vậy là hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm cũng rất là thiết thực rồi nha. Chúc các bạn có lựa chọn mua được những sản phẩm để phục vụ tối đa cho cuộc sống của mình nha. Rồi, nếu thấy video hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Mình quên giới thiệu, ở đây có người ta có cho 4 sticker đây, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất thích đó. 4 nhân vật trong phim, 3 nhân vật thôi chứ, chỉ có 3 nhân vật thôi, cái này là hai chị em, 3 nhân vật trong phim Frozen đây. Còn anh trai nữa. Công chúa băng tuyết đây. Nè, hướng dẫn dán nè các bạn. Đó, cũng rất là thú vị nha. Chắc hẳn đây sẽ là một món quà dành cho các em nhỏ rất thích đó. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video sau nhé.